Sau 10 ngày thực hiện phong tỏa cứng khu Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám thuộc địa phận hai phường Thạc Gián và Tân Chính, hôm nay quận Thanh Khê tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư đối với các hộ dân trong khu phong tỏa. Theo đó, ngành y tế tiến hành lấy mẫu theo phương pháp gộp nhóm tất cả các hộ dân trong vùng phong tỏa này, thông qua đó đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại đây. Để tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp, khu Tam Giác này có tổng cộng 669 hộ dân với 2.426 nhân khẩu. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân 12.437 tại kiệt 407 Lê Duẩn, thì đến nay, khu Tam Giác này đã ghi nhận 39 trường hợp mắc COVID-19. Hiện nay, các biện pháp phòng chống dịch tại khu Tam Giác này vẫn đang được quận Thanh Khê siết chặt, không để lây nhiễm chéo ngay trong khu phong tỏa.